em ơi. Đi tìm em đi. Thế em ngủ đâu? Ngủ bật đấy. Thế lúc ngủ không thấy à? Không. Đi bên này chưa? Em ơi, em ở trong này không em ơi? Em ơi, em ở đây không? Em quê ở đây. Chị em ở đây. Em ơi, ở đây không em ơi? Em ơi. Em ơi!
đây không em ơi? Em ơi! Em ơi! Em đi đâu rồi? Đôi vợ chết chí rồi. Khi nào biết lấy người thêm nó sẽ được nhỉ. Mình đi bán thôi. Lấy tiền thêm một xíu. Tiền thêm một xíu rồi. Mình đi bán. Không đủ tiền cho em ăn rồi, mình phải đi bán nữa. Em ơi, ở nhà chờ anh nha, anh đi bán cho trai lấy tiền mua sữa cho em nha.
Đẹp nhỉ? Không có. Mua hết, không mua hết thì hết bao nhiêu tiền? 30.000 cô. Hết đổ vào túi cho cô. Anh về luôn.
Chờ anh nha, bây giờ ăn thôi. Là anh băm xong đã.